thì chị thả tàu trôi xuống 8 km trên giờ thì chị sẽ kéo lên tới 12 cây rồi chị thả trôi tiếp. Thì cái cảm giác đó rồi rất là sướng. Dạ, thì khi mà mình học mô phỏng á, thì cái cảm giác nó không chân thật bằng khi mà mình được lên tàu thực tế này. Lái tàu dồn 013 đang ở đây đổ tàu số 16, đã chuẩn bị xong nhờ OCC thiết lập lộ trình dồn hết. Sau thời gian được đào tạo lý thuyết và mô phỏng tại Việt Nam và Nhật Bản, từ giữa tháng 8 năm 2024, các học viên đã chính thức được đào tạo thực tế trên các đoàn tàu và thiết bị của dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Việc đào tạo này giúp các học viên được thực hành kiến thức đã học và có các kinh nghiệm xử lý thực tế trên 9 chuyến tàu sẽ được đưa vào khai thác để phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà lên tàu á, thì ví dụ thì khi mà mình kéo cái lực để tàu chạy á, thì mình cảm nhận được cái tàu nó di chuyển thì rất là thích, và khi mà mình hãm tàu thì mình cũng cảm nhận được cái độ ghì của tàu lại. Tại trung tâm điều hành, một nhóm học viên khác cũng được hướng dẫn trực tiếp các thiết bị kỹ thuật tại phòng điều độ tàu để nắm rõ việc giám sát vận hành tàu trên thực tế thông qua các hệ thống màn hình. Đây là cái tuyến đường sắt đô thị, là tuyến rất là mới của Việt Nam. Để mà tiếp cận được các thiết bị này đó là một quá trình đòi hỏi, rất là một quá trình rất là công phu, và lại đòi hỏi mình phải nỗ lực hết mình để mà đào tạo một cách an toàn vận hành cho tuyến mình. Thì những khó khăn thì cũng không có gì khó khăn cả, quan trọng là mọi người lớp phải đoàn kết, cố gắng học tập để tiếp thu các từ cái kiến thức từ chuyên gia để giúp cho vận hành an toàn hiệu quả. Trước đó, để phục vụ công tác đào tạo thực hành trên 9 tuyến cho nhân viên công ty HURC1, kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2024, nhà thầu Hitachi đã bắt đầu bàn giao toàn bộ hệ thống cơ điện của gói thầu CP3 cho liên danh tư vấn chung NJPT. Thì đây là cái cột mốc rất quan trọng để các anh chị có thể được có được cái kinh nghiệm thực tế thông qua công tác giảng dạy của chuyên gia Nhật Bản, và làm cái tiền đề để sau cái thang tạo trong tháng 8, tháng 9 thì đến tháng 10, tháng 11 sẽ thực hiện cái nhiệm vụ là vận hành thử, giống như vận hành thử. Lúc này thì các anh chị đó đã có những cái kinh nghiệm để mà lái những tàu thật, và để sau đó để bước vào cái giai đoạn là vận hành khai thác thương mại. Hiện nay có 58 học viên ở lớp lái tàu và 24 nhân viên điều độ chạy tàu. Tất cả đang được đào tạo theo đúng chương trình và nội dung được tư vấn NJPT lên kế hoạch và được chủ đầu tư phê duyệt. Bên cạnh đó, có khoảng 300 nhân viên nhà ga cũng đang được đào tạo về hệ thống trang thiết bị tại các nhà ga. Điều này giúp cho những nhân viên nắm được quy trình vận hành thực tế, cũng như nắm được kết nối giao thông cụ thể tại các nhà ga. Trong số mà 381 nhân viên trực tiếp vận hành gồm lái tàu điều độ dẫn ga, thì có khoảng hơn 90 anh chị đó là đã từng là hoàn thành cái nghĩa vụ quân sự, hoàn thành nghĩa vụ công an, hoặc đã từng tham gia lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thì các anh chị này họ rất là có cái kỷ luật rất là cao, cũng như họ đã từng được đào tạo chính quy về cái phần mà an ninh an toàn cũng như là cứu nạn cứu hộ. Thì đây cái lực lượng đã sẽ tham gia rất là tốt sau này, trong cái không những trong quá trình đào tạo này mà trong cái quá trình vận hành. Theo kế hoạch, quá trình đào tạo thực hành trên 9 tuyến cho nhân viên công ty HURC1 sẽ kết thúc trong tháng 9 năm 2024. Trên cơ sở đó, các nhân viên đã hoàn thành quá trình đào tạo sẽ tham gia vào công tác vận hành thử vào tháng 10 và tháng 11 năm 2024 với sự đánh giá độc lập của Tư vấn An toàn Hệ thống BVT của Pháp. Cơ sở cái báo cáo của tư vấn cũng như là cái đánh giá cái công tác vận hành thử thì chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ để mà xin cấp cái chứng nhận an toàn hệ thống cũng như là nộp hồ sơ cho Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng để hoàn thành cái công tác nghiệm thu và đưa dự án vào vận hành khai thác. Hiện nay tiến độ triển khai thực hiện thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh đạt 98,38% tổng khối lượng. Trong đó, các gói xây dựng đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố, gói xây dựng đoạn ngầm từ ga Nhà hát thành phố đến ga Ba Son và gói xây dựng đoạn trên cao và depo Long Bình đã đạt trên 99,9%. Gói mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng cũng đạt 96,6%. Riêng gói hệ thống công nghệ thông tin cho văn phòng công ty O&M đạt 30% khối lượng. Từ đầu năm tới nay thì đã có là thành phố chúng ta là có 353 ca số phát ban nghi sởi, trong đó có 188 ca được xác định bằng phòng xét nghiệm, đó là xét nghiệm xác định chẩn đoán,
và 165 ca xác định bằng lâm sàng. Chiều 22 tháng 8 năm 2024, tại họp báo kinh tế xã hội, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã thông tin về diễn biến dịch bệnh sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 100 ca sốt phát ban nghi sởi, tăng hơn gấp đôi so với 4 tuần trước. Trong số các ca dương tính và lâm sàng, ghi nhận có 23% là trẻ dưới 9 tháng tuổi, 57% là từ 9 tháng đến 5 tuổi và khoảng 20% là trên 5 tuổi. Bệnh có sự dịch chuyển từ trẻ thuộc độ tuổi tiêm chủng 9 tháng đến dưới 5 tuổi sang trẻ chưa đủ tuổi tiêm chủng dưới 9 tháng tuổi và trẻ trên 5 tuổi. Theo ông Tâm, một trong những nguyên nhân khiến bệnh sởi tăng cao thời gian qua là do gián đoạn tiêm chủng mở rộng. Có một số thời điểm là chúng ta bị gián đoạn cái tiêm chủng mở rộng. Tiêm chủng mở rộng để phòng ngừa một số cái bệnh và để cho các trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng như là sởi, quay bị, bạch hầu, uốn ván, ho gà v.v. Do cái sự gián đoạn này mà rải rác một số tỉnh thành có một số bệnh đã quay trở lại. Lần trước tôi trả lời về bạch hầu đó, thì cái này cũng là trong tiêm chủng mở rộng. Trước tình hình này, Sở Y tế đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trước thềm năm học mới. Cụ thể là tăng cường giám sát, phát hiện và khoanh vùng sớm ổ dịch sởi, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động tiêm chủng, rà soát, lập danh sách trẻ để mời tiêm chủng vaccine sởi, đảm bảo tổ chức chiến dịch tiêm vaccine an toàn, hiệu quả, nâng tỷ lệ bao phủ vaccine sởi cho trẻ em từ 1 tuổi đến 5 tuổi, đạt trên 95%. Đồng thời có các biện pháp bảo vệ các trẻ em thuộc nhóm nguy cơ mắc sởi nặng như tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện, tập huấn chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm cho trẻ, tăng cường công tác phân luồng kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các trạm y tế xã, phường, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tiêm bù, tiêm vét cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Sở Y tế đã chỉ đạo nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trước thềm năm học mới trên địa bàn thành phố, khống chế số ca biến chứng nặng và tử vong. Theo đó, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các đơn vị y tế tăng cường kiểm soát dịch sởi trong cộng đồng, gồm các hoạt động như giám sát, phát hiện và khoanh vùng sớm ổ dịch sởi, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động tiêm chủng, rà soát, lập danh sách trẻ để mời tiêm chủng vaccine sởi, đảm bảo tổ chức chiến dịch tiêm vaccine an toàn, hiệu quả, nâng tỷ lệ bao phủ vaccine sởi cho trẻ em từ 1 tuổi đến 5 tuổi đạt trên 95%. Đồng thời bảo vệ các trẻ em thuộc nhóm nguy cơ mắc sởi nặng, gồm các hoạt động như rà soát và tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện cho các trẻ này, tập huấn chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm cho trẻ, tăng cường công tác phân luồng, kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện. Vào chiều 22 tháng 8, Bộ Y tế cũng đã phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi, hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới.